Bạn uống cà phê vì sự tỉnh táo hay chỉ là một thói quen? Đây có phải là những lý do phổ biến nhất để người ta uống cà phê không? Cùng Gờ Cà Phê tìm hiểu nha! Theo một khảo sát được tiến hành tại Mỹ vào năm 2017 cho gần 1.000 người về lý do họ thường xuyên uống cà phê, và đây là những lý do phổ biến nhất. Cà phê tốt cho sức khỏe. Cà phê rất tốt cho hệ tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ, bảo vệ gan, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ đốt cháy chất béo. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng thực tế chỉ có 5% số người được khảo sát cho rằng họ uống cà phê vì lý do này. Uống cà phê vì thói quen. Cà phê là thức uống không thể thiếu mỗi buổi sáng đối với nhiều người để giúp họ bắt đầu một ngày làm việc mới tràn đầy hứng khởi. Nó đơn giản là một thói quen và họ làm nó trong vô thức. Có 28% số người được hỏi đã lựa chọn lý do này. Uống cà phê để tỉnh táo. Caffeine được biết đến là một chất kích thích nhẹ. Nó giúp cải thiện sự tỉnh táo, duy trì sự tập trung và chống sự mệt mỏi. Có tới 58% số người đã lựa chọn lý do này, nhưng nó vẫn chưa phải là lý do phổ biến nhất. Vị trí quán quân thuộc về sự yêu thích. Có tới 62% phiếu bầu chọn uống cà phê vì hương và vị của cà phê. Với hơn 800 hợp chất thơm đã được ghi nhận khi pha nhiều loại cà phê khác nhau, và cà phê là thức uống có nhiều loại hương vị nhất. Ngay cả rượu vang tốt nhất cũng chỉ tìm thấy 250 hương vị. Trên đây cũng chỉ là kết quả của một khảo sát nhỏ dựa trên 1.000 người tại nước Mỹ. Còn bạn, lý do bạn uống cà phê là vì điều gì? Hãy chia sẻ cùng Gờ Cà Phê nha!